Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doanh nghiệp Doanh nhân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Bộ Xây dựng khuyến cáo các doanh nghiệp xi măng theo dõi bám sát thị trường để điều chỉnh sản xuất phù hợp. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Xây dựng, dự kiến nhu cầu tiêu thụ xi măng trong năm 2023 của cả nước là khoảng từ 100 đến 105 triệu tấn, tăng từ 7 đến 10% so với năm 2022. Tuy nhiên, diễn biến thị trường sản xuất tiêu thụ xi măng từ đầu năm đến nay cho thấy các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Theo Bộ Xây dựng, diễn biến phức tạp của dịch bệnh và xung đột trên thế giới có thể sẽ tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước và ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng, đặc biệt là xuất khẩu xi măng. Cùng với đó, các nước nhập khẩu xi măng clinker tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước, áp dụng hàng rào kỹ thuật thương mại, giá cước vận chuyển cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ Xây dựng khuyến cáo các doanh nghiệp cần nắm bắt diễn biến thị trường xi măng để điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất, đặc biệt phải có chiến lược dài hạn về hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, lưu thông để giảm giá bán, bình ổn cân đối cung cầu và kiềm chế tốc độ tăng giá trong năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, lượng thép của Việt Nam xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, khi nước này đẩy mạnh hoạt động xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thép của Việt Nam sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 1 năm 2023 đạt 104.000 tấn với tổng trị giá 57 triệu đô la Mỹ, tăng 386 lần về lượng và 84 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ đang được xem là thị trường tiềm năng cho ngành thép Việt Nam trong thời gian tới, khi nước này ước tính sẽ cần sử dụng khoảng 5 triệu tấn thép, bao gồm 3 triệu tấn thép thanh, 750.000 tấn thép cuộn và 1,25 triệu tấn thép tấm cho việc tái thiết xây dựng lại sau trận động đất lịch sử hồi tháng 2 năm 2023. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, trong tháng 4 năm 2023, tình hình xuất khẩu hàng hóa của tỉnh có xu hướng phục hồi nhẹ, do một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã có đơn hàng. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2023 của Thanh Hóa ước đạt 419 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 29% so với tháng trước. Trong tháng 4, một số nhóm hàng đã có dấu hiệu phục hồi và tăng nhẹ so với tháng trước như nhóm may mặc, giày da tăng khoảng 10%, tinh bột sắn xuất khẩu tăng khoảng 2,3%. Lũy kế giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2023 của Thanh Hóa ước đạt 1,41 tỷ đô la Mỹ, đạt 25,5% kế hoạch, bằng 85,8% so với cùng kỳ năm 2022. Ngành công thương Thanh Hóa nhận định khó khăn về thị trường xuất khẩu vẫn còn kéo dài, đặc biệt là đối với các mặt hàng chủ lực, các thị trường lớn. Do đó, các đơn vị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cần chủ động nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, nắm bắt tín hiệu phục hồi của từng ngành hàng, từng thị trường để thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu, xem đây là chìa khóa giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thương trường. Gần 25 năm có mặt trên thị trường, cũng là từng ấy năm, tập đoàn VAS nỗ lực bền bỉ định vị thương hiệu VAS mang tầm quốc gia để vươn tới các thị trường quốc tế. Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, thương hiệu VAS được định vị dựa trên 4 yếu tố chính, đó là chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư công nghệ sản xuất thép hiện đại hàng đầu trên thế giới, đảm bảo yếu tố môi trường xanh sạch trong sản xuất và đặc biệt là đặt chữ tâm trong sản xuất kinh doanh. Năm 2022, VAS đã vinh dự đạt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 300 doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Các sản phẩm thép VAS đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và mới đây nhất đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Khi mà đã có cái giải thưởng về thương hiệu thép quốc gia của Việt Nam như vậy ấy, thì nó cũng là một cái sự công nhận, một cái sự khẳng định của thị trường đối với sản phẩm thép VAS. Thương hiệu được xem là tài sản vô hình và là yếu tố quan trọng tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bởi giờ đây, người tiêu dùng rất quan tâm đến hình ảnh, thương hiệu khi lựa chọn các sản phẩm hàng hóa dịch vụ mà mình sử dụng. Thương hiệu doanh nghiệp càng tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng,
thì hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao. Xác định rõ điều này, nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa đã đưa ra các chiến lược để xây dựng và phát triển thương hiệu, trong đó chú trọng đến những giá trị cốt lõi về chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, xây dựng bộ nhận diện, logo, hình ảnh sản phẩm, truyền thống marketing, xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp thông qua các giá trị đóng góp, sự sẻ chia với cộng đồng xã hội. Trước khi đi ra thị trường, khi cái muốn người ta biết đến thì thực sự mình phải biết, người ta phải biết thương hiệu là cái đầu tiên. Thì tôi lấy cái chất lượng làm hàng đầu. Đó là cái thứ hai, cái đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm. Và thứ ba là cái chất lượng phục vụ đối với khách hàng. Đấy, từ đó thì mình tạo ra những cái hình ảnh, những cái ấn tượng đem lại cho người tiêu dùng cảm những cái gì người ta hài lòng nhất. Theo Bộ Công Thương, nhờ chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu, hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp Việt đã hiện diện tại nhiều thị trường lớn trên thế giới, góp phần quan trọng nâng tầm giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Năm 2022, Việt Nam đã vươn lên xếp thứ 32 trong top 100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam giai đoạn 2020-2030 xác định mục tiêu 90% doanh nghiệp trên cả nước nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất kinh doanh. Đến năm 2030, có trên 1.000 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, các bộ ngành địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, việc xây dựng thương hiệu không thể chỉ thực hiện được trong thời gian ngắn mà đòi hỏi một quá trình lâu dài tỉ mỉ chuyên nghiệp. Bản thân mỗi doanh nghiệp phải có những chiến lược đầu tư bài bản phù hợp với đặc thù quy mô hoạt động, sản phẩm của từng đơn vị. Và điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải có tầm nhìn, khát vọng phát triển để tạo nên những sản phẩm và dịch vụ hàng hóa tốt nhất, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng, đối tác. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số hóa hiện nay, kinh doanh thương mại điện tử đang dần trở thành xu thế tất yếu, giúp người tiêu dùng mua bán nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, thực trạng hàng giả, hàng nhái và các gian lận thương mại trên thị trường này cũng đang diễn ra phức tạp và khó kiểm soát, đòi hỏi cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Cũng như nhiều bạn trẻ hiện nay, chị Huyền ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa thường xuyên mua sắm online và đã không ít lần chị mua phải những mặt hàng không đúng như quảng cáo, hàng kém chất lượng. Khi nhận hàng thì đôi khi là có những cái mặt hàng kém chất lượng, đặc biệt là hàng thời trang nữ thì quần áo nó sẽ chất lượng nó sẽ không tốt như là với hình ảnh, rồi màu sắc. Theo các cơ quan chức năng, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên môi trường mạng tăng rõ rệt. Chỉ tính trong năm 2022, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã gỡ bỏ 1.663 gian hàng với 6.437 sản phẩm vi phạm, chặn 5 website có dấu hiệu lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại Thanh Hóa, năm 2022, lực lượng quản lý thị trường đã ban hành 47 quyết định xử phạt, tịch thu đối với 50 hành vi vi phạm về hoạt động thương mại điện tử và sử dụng ứng dụng số để kinh doanh. Trước thực tế này, Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa đang chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử. Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh online. Ở đội chúng tôi tập trung rà soát và lên danh sách tất cả cơ sở kinh doanh sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, trang mạng xã hội. Cái thứ hai, xây dựng các cơ sở đầu mối để cung cấp nguồn thông tin thường xuyên cho lực lượng quản lý thị trường, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Mục tiêu là 100% các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả. 100% các tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử lớn được tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử. Đề án cũng đưa ra các giải pháp tăng cường kiểm tra kiểm soát các giao dịch thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu trong thương mại điện tử. Đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh thương mại điện tử minh bạch, lành mạnh, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững tại Việt Nam. Bản tin Doanh nghiệp Doanh nhân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.